Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Neo7D. Thì các bạn thấy cái mẫu tay hôm nay là cái mẫu tay Deep Friend Mobile xanh. Thì có rất nhiều các bạn nhắn tin gửi về, thì các bạn cũng có hỏi rằng là cái cách mà làm cái vẽ Deep Friend Mobile mà nó có một cái đường line màu trắng ở giữa đó, mình vẽ ra cho nó dễ. Thì bữa nay các bạn thấy là sau khi mà các bạn làm tay sketch xong á, thì các bạn sơn. Ở đây mình sơn cái màu pin trước này. Cái màu pin này là tùy khách thích sơn pin lợt thì các bạn sơn pin lợt, thích đậm thì các bạn sơn pin đậm. Sau đó hơi đèn cho nó khô đi. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái deep friend này các bạn. Thì các bạn lấy cái màu trắng này, đúng không? Các bạn vẽ một giữa này, các bạn lấy tim. Rồi các bạn vẽ bên trái một đường, bên phải một đường. Nhưng mà phải căng nha các bạn. Các bạn chấm như các bạn căng cho hai bên nó đều với nhau. Rồi các bạn ra một cái mẫu như thế này. Rồi từ cái mẫu như thế này thì các bạn mới đồ ở trên lại. Đồ ở trên lại cho nó tạo thành một cái đường deep friend mà theo cái kiểu mà khách muốn. Có nhiều con khách là nó thích bào thì các bạn chỉnh sửa cho sơ cho bào. Có nhiều con khách nó thích thích cái kiểu mà bào nhưng mà không phải là bào kiểu almond mà bào kiểu oval, hoặc là bào kiểu nhung nhậu một chút xíu nữa, thì tùy mỗi người có một sở thích khác nhau thì các bạn chỉnh cho nó đều. Bạn chỉnh ở giữa hoặc là bạn chỉnh cho nó sau xuống hai bay. Đó là để mình tạo ra cái deep friend cho nó đẹp. Đó, hai bay các bạn không? Hai bay mình sơn vô, mình chỉnh sửa lại. Cho nó đều thì cái ý khách muốn. Rồi sau đó là bạn lấy cái cọ một bờ cọ lớn á. Là mình kéo vô này các bạn ha, mình kéo mình tô lại. Thì khi mà các bạn tô cái cỡ lớn này xong á thì các bạn sẽ thấy cái deep friend của các bạn nó lộ ra rất là rõ. Đây các bạn ha, bây giờ các bạn nó rất là rõ này, đều nhanh. Các bạn không cần phải là lấy cái cỡ nhúng acetone hay là alcohol để chùi như mình vẽ friend bình thường. Không cần chùi các bạn, chùi mất thời gian lắm, lần ra cho nhanh. À, bây giờ thì cũng có sẵn cái cốc đây rồi, các bạn đồ một lớp nữa. Đây các bạn tô từ bên góc này này, ha, mình đồ một lớp nữa thì nó đậm lên. Cái friend của mình nó đậm lên. Đó, bên này cũng vậy, mình cũng tô từ góc này nè. Thì đôi khi mà cái góc nhậu này, cái góc này đôi khi là cái tay mình sợ đụng da các bạn. Thì các bạn lấy cọ nét á, hoặc là cọ rau hồi nãy á, các bạn chấm vô cho nó sao. Tại vì cọ nét cọ rau nó nhỏ chấm vô này, ví dụ như thế này nè, các bạn chấm vô cho nó sao dễ vẽ hơn. Đó, sau khi mà các bạn có cái deep friend trắng như thế này rồi, bạn hơi đèn đi, bạn hơi đèn cho nó khô đi. Là bây giờ bắt đầu mình bỏ một lớp beige lên chỗ này, nhưng mà mình không bỏ hết cái màu trắng này các bạn, mình bỏ một gần tới thôi. Mình chừa lại một khúc màu trắng ở trên cái line á, để mình chừa lại một chút xíu đó. Chút xíu nữa là chỗ nó là nó sẽ lùa ra cái line màu trắng. Rồi đây là cái cọ vẽ mobile này các bạn ha. Cái cọ mobile thì có nhiều loại cọ lắm, có sẵn như thế này đó. Thì để mình chấm hai màu cho mình vẽ mobile treo cho nó dễ đó. Thì các bạn cái cọ nào cũng được hết, bình thường các bạn thích cây nào các bạn chọn cái đó. Sau đó mình chấm cái màu sơn treo nè, mình bỏ lên đó, mình bỏ lên để mình tạo cái mobile các bạn, tạo mobile ở dưới cái đầu tiếp này. Thì khi mà cái màu sơn treo này các bạn chấm bằng cái cọ mobile này, các bạn bỏ lên thì ở dưới có lớp beige nữa, thì cái mobile của các bạn nó lan ra nó rất là đẹp, nó lan ra nó pha hơi màu trắng hoặc là màu xanh vô với nhau để tạo ra cái mobile mà nhìn nó đẹp mắt hơn và nhúng viên đó thiệt hơn các bạn. Đó, ở đây mà nếu mà các bạn muốn đậm thì mình bỏ thêm vô, còn không thì thôi. Thì các bạn thấy không, mình sẽ tô tới ngay chỗ cái lớp beige này, mình quét không hết chứ, rồi mình sẽ lấy cọ ra mình chỉnh sơ lại trong thẳng này. Đó các bạn thấy không, chỉnh sơ lại cho nó đều ở chỗ này để nó lộ ra cái đường deep màu trắng, cái đường deep friend màu trắng ở trên, nhìn cho nó rõ hơn. Đó là sửa sơ lại nữa là các bạn có một cái mẫu deep friend hơi đèn cho khô đi, deep friend màu bộ ở dưới, còn ở giữa là có một cái đường line màu trắng các bạn ha. Bây giờ đường line màu trắng nó nổ ra này rất là đẹp, và bỏ top coat lên là các bạn có một mẫu nail deep friend màu xanh bóng lưỡng, có đường line deep friend màu trắng ở giữa nữa, rất là đẹp và tự nhiên, nhanh gọn nhẹ. Đó các bạn thấy không, như vậy là mình đã chia sẻ xong cái mẫu nail này. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.